Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi livestream cùng cập nhật những thông tin dự án liên tiếp mới nhất. Xin chào tất cả mọi người có khỏe không ạ? Đã lâu lắm rồi thì Thanh Tùng mới lại gặp lại mọi người trong một cái buổi livestream. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những cái thông tin dự báo thời tiết mới nhất cho ngày mai, tức là ngày mùng 2 tháng 5, vẫn là một trong những ngày nghỉ lễ của chúng ta. Đúng rồi, bạn Quang Lê ơi, rất là lâu rồi Thanh Tùng mới lại quay trở lại buổi livestream, chắc là cũng phải khoảng hơn một tháng rồi. Xin chào bạn nha. Xin chào Vũ Đức Hiếu, Hải Phòng thế nào vậy anh, em ốm rồi ạ? Ồ, ngày lễ mà lại ốm thì hơi đáng buồn nha. Đáng nghĩa là ngày lễ là chúng ta phải có sức khỏe thật là tốt để còn đi chơi, để còn đi đây đi đó chứ các bạn ơi. Phải bồi bổ lại ngay để lấy lại sức khỏe thôi. Ngày mai thì Hải Phòng được dự báo là có lúc có mưa. Ngày mai ở miền Bắc của chúng ta thì sẽ một số nơi ở vùng núi này, ví dụ như là ở Cao Bằng, Lạng Sơn hay là khu vực ven biển như là Hải Phòng, Quảng Ninh này, và thậm chí là cả một số nơi phía Tây Bắc Bộ nữa như Điện Biên, Sơn La, Lào Cai thì dự báo là vẫn sẽ có nắng trong ngày. Tất nhiên là thời tiết chủ đạo thì vẫn là nắng, nhưng mà theo dự báo là có lúc có thể có mưa. Vì thế nếu như mà các bạn đi du lịch tới những cái điểm này thì chúng ta chú ý là nên chuẩn bị cho mình một số những cái vật dụng nho nhỏ, ví dụ nhiều khi chỉ là một chiếc ô thôi thì vừa có tác dụng là che mưa vừa có tác dụng là che nắng mọi người nhé. Vâng ạ, xin chào khán giả Lê Hường ạ. Xin chào nhé, lâu rồi không thấy. Vâng ạ. Chào khán giả Hà Dương, Thái Nguyên ngày mai như thế nào? Thái Nguyên thì được cái là ở khu vực đồng bằng thì ngày mai thời tiết lại ổn hơn so với những nơi khác. Ngày mai thời tiết chủ đạo là nắng ráo. Tất nhiên là nhiệt độ thì cũng sẽ có tăng hơn so với hôm nay và hôm qua. Tuy nhiên vẫn chưa ở mức quá nóng, vẫn ở trong cái phạm vi gọi là vừa phải. Ở Thái Nguyên thì đâu đó nó khoảng 28 độ, 28-29 độ thì đâu đó nó khoảng mức nhiệt như vậy. 28 độ, chính xác là 28 độ vào ngày mai. Thanh Hóa, biên tập viên Thanh Tùng đẹp trai, xin được cảm ơn khán giả Đỗ Hữu Thức ạ. Với Thanh Hóa thì xu hướng là sẽ nóng hơn so với hôm nay đấy ạ. Ở Thanh Hóa ngày mai mức nhiệt cao nhất là 30 độ. Tất nhiên mức nhiệt này thì cũng chưa phải là mức nhiệt quá khó chịu, nhưng mà bảo là để mát mẻ và dễ chịu thì không ạ. Được cái là ở Thanh Hóa thì thời tiết là tạnh ráo và có nắng. Nói chung thời tiết cũng là tương đối là ổn cho cái dịp nghỉ lễ này. Hà Nội sao anh? Hà Nội ngày mai nắng ráo bình thường em. Tất nhiên là không được mát như là ngày hôm qua hay là tương tự như là ngày hôm nay. Ngày mai có xu hướng là nhích nhẹ lên một chút. Đó, nhưng mà vẫn là tạnh ráo nhé. Bạn Trang Huyền ơi, miền Bắc có nồm không à? Miền Bắc đợt này có nồm ở đâu nhỉ bạn nhỉ? Bạn Trang Huyền, đợt này thì thời tiết khá là đẹp mà. Thời tiết là đẹp, cũng hiện tượng nồm ẩm nó cũng đã hết rồi. Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong buổi livestream. Và sang ngày mai thì theo dự báo là Bắc miền Trung tiếp tục có nắng và có thể là nóng hơn so với hôm nay mọi người nhé. Dự báo là nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế là 30-32 độ. Đặc biệt là ở Nam miền Trung, đối với các thành phố như Phan Thiết, Nha Trang hay là ở đâu nhỉ, ở Đà Nẵng và ở Quảng Ngãi thì đây là những nơi mà sẽ cảm thấy hơi nóng một chút, và mức nhiệt cao nhất có thể đạt là 33-34 độ. Tuy nhiên là cái dịp này mọi người lựa chọn những cái địa điểm đấy thường là sẽ đi biển, mà đi biển thì hơi nóng một chút thì cũng ok đúng không mọi người. Với cái mức nhiệt 33-34 độ Thanh Tùng nghĩ rằng là cũng không có vấn đề gì cả, trừ khi ví dụ như nóng quá 35-36-37 độ thì lúc đó chúng ta mới đáng ngại. Chứ còn 34-33 độ Thanh Tùng nghĩ rằng là cũng trong cái phạm vi gọi là đi biển là chấp nhận được. Nói chung đi biển thì phải có nắng đúng không mọi người, và có nắng thì chúng ta mới có những cái bức ảnh đẹp được. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày nghỉ thứ ba rồi đúng không, chúng ta còn ngày mai ngày kia nữa, thì không biết là mọi người nghỉ lễ có vui không ạ, có đi được nhiều nơi không ạ. Và đối với những người thực hiện bản tin dự báo thời tiết như Thanh Tùng thì các ngày nghỉ lễ này thì vẫn làm việc bình thường, vẫn các bạn biên tập vẫn biên tập này, rồi làm Thanh Tùng thì vẫn lên hình này, ngay cả Tết cũng như vậy, vẫn làm việc bình thường. Và chúng tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái điều rất là vinh dự chứ không phải là không. Tất nhiên là ai thì cũng muốn là được nghỉ đúng không mọi người, nhưng mà nhiều khi làm việc nó cũng làm cái hạnh phúc, bởi vì là những cái việc mình làm ấy nó cũng đang rất là có ích dành cho mọi người. Và thật là tuyệt vời, bởi vì là khán giả của các bản tin dự báo thời tiết thì luôn luôn dành những tình cảm rất là đặc biệt cho chúng tôi. Rất là nhiều bạn vẫn cập nhật các buổi livestream này, rồi thậm chí nhắn tin động viên chúc mừng các thứ, rất là vui.
Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mai thì nắng nóng cũng là trạng thái thời tiết chủ đạo ở Nam miền Trung và Tây Nguyên. Ở đây thì sẽ hơi nóng một chút, 33 đến 34 độ. Thậm chí là ngày mai ở khu vực Tây Nguyên cũng sẽ có điểm nắng nóng, ví dụ như là Buôn Ma Thuột này. Và Pleiku sẽ chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Về chiều tối thì phía Nam của Tây Nguyên là có thể có mưa. Với miền Bắc thì hôm trước thì chúng ta đã có 2 ngày thời tiết khá là ổn. Mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên là sang đến ngày mai thì nắng nó sẽ xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ cũng có xu hướng tăng lên, thế nên là nó không còn mát mẻ nữa. Nhưng mà so với nhiều nơi khác trên đất nước của chúng ta thì ngày mai miền Bắc và cụ thể là thủ đô Hà Nội thì vẫn là cái nơi mà có mức nhiệt tương đối là gọi là dễ chịu. Thế còn các nơi khác hầu như là nhiệt độ tăng. Miền Trung tăng này, nóng hơn này, khu vực Tây Nguyên cũng nóng hơn này, khu vực Nam Bộ thì ngày mai rất nóng mọi người nhé. Nam Bộ ngày mai cái số điểm nắng nóng ấy nó sẽ nhiều gấp đôi so với hôm nay, nhiều gấp đôi so với hôm nay, và ngày mai cũng sẽ có những điểm nắng nóng gay gắt 37 độ. 37 độ là coi nắng nóng gay gắt rồi. Và cái mức nhiệt như vậy thì nó sẽ diễn ra ở huyện Đồng Phú và thành phố Biên Hòa. Đấy là hai nơi ngày mai được dự báo là sẽ có nắng nóng gay gắt. Các nơi khác bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cũng rất là cao, đều là từ 35 đến 36 độ cả. Như vậy ngày mai những khán giả khu vực Nam Bộ sẽ là nơi mà có thể nói là nóng nhất trên cả nước. Đó thì mọi người chú ý là chúng ta hãy hạn chế ra đường trong cái khoảng thời gian từ gọi là khoảng 11, 12 giờ trưa cho đến 3, 4 giờ chiều thì chúng ta cố gắng là hạn chế đi ra ngoài đường trong khoảng thời gian như vậy mọi người nhé. Ngày mai rất là nhiều điểm nắng nóng ở Nam Bộ như là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Phước Long, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cần Thơ, Cao Lãnh, Tân An, Vĩnh Long. Đấy mọi người thấy không? Số điểm nắng nóng nhiều kinh khủng luôn, nhiều gấp đôi so với hôm qua. Và về chiều tối thì vẫn có thể là có mưa dông. Mà các bạn hình dung là sau một ngày nắng nhiều như vậy, về chiều tối có mưa dông thì cũng rất là dễ đi kèm theo sấm sét cũng như là gió rất mạnh. Thì mọi người hết sức là cảnh giác nha. Bây giờ nói về nhiệt độ một số nơi đi xem là như thế nào nhé. À, miền Bắc ngày mai thì sẽ có sự phân hóa về nhiệt độ mọi người nhé. Ở thủ đô Hà Nội và các cái thành phố thuộc phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ nói chung là khoảng 28-29 độ là cao nhất, đến 30 độ là cùng. Thế còn ở phía Tây Bắc Bộ thì sẽ nóng hơn, ví dụ như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai là nó khoảng 32 đến 33 độ, 32, 33 độ, thậm chí có thể lên tới 34 độ. Hòa Bình ngày mai được dự báo khoảng 33 độ. Đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy hơi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều rồi. Hải Phòng ngày mai nắng ráo bạn ơi. Có nắng nhưng mà không phải là tạnh ráo, bởi vì là Hải Phòng thì vẫn sẽ có lúc có mưa vào ngày mai theo dự báo là như vậy. Nó thuộc khu vực ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh có thể có lúc có hửng nắng nhưng mà cũng sẽ chủ đạo sẽ là nhiều mây và có mưa nhỏ. Nắng nói chung là cái cơ hội để nắng này nó không nhiều, chủ yếu là nhiều mây và có mưa nhỏ ở khu vực ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh. Thế thôi, còn ở đây thì Thanh Tùng thấy rằng là rất nhiều những cái địa điểm du lịch nổi tiếng, đặc biệt là khu vực miền Trung thì ngày mai nó nói chung chủ đạo đều là nắng ráo cả. Và đây là những cái địa điểm du lịch biển ấy, thế nên thời tiết như thế này Thanh Tùng nghĩ rằng là cũng ok, cũng không có vấn đề gì cả. Bởi vì là đi biển thì nói chung cũng phải nắng một tí chứ đúng không mọi người? Đi biển mà mưa thì mới gọi là thất vọng. Nhưng còn nắng một tí thì ok. Mà cái mức nhiệt ngày mai thì cũng không phải là quá cao. Ví dụ như Thanh Tùng thấy ở đây thì cao nhất ở khu vực miền Trung vào ngày mai thì chỉ có ở Phan Thiết này hay là Mũi Né các thứ là có 33, hay là Quy Nhơn. Không, Quy Nhơn cũng không quá nóng đâu, Quy Nhơn 31 độ. Hay là ở Nha Trang, Phan Rang thì khoảng 35 độ. Thì đấy là những cái nơi nóng nhất thôi, chứ còn về cơ bản là chỉ khoảng 33, 34 độ thôi thì cũng ổn, cũng không có vấn đề gì cả. Nóng nhất ngày mai thì thực sự là phải chia sẻ với những khán giả ở khu vực Nam Bộ thôi. Ngày mai nóng lắm, nhìn ở trên cái bản đồ màu nhiệt của khu vực Nam Bộ là chỉ có một cái gam màu đỏ rồi là cam, thể hiện là cái mức nhiệt rất là cao. Những quý vị khán giả ở miền Tây Nam Bộ thì sẽ đỡ hơn, bởi vì là có một cái hệ thống kênh rạch các thứ thì thời tiết nó cũng sẽ ôn hòa hơn. Tuy nhiên ngày mai miền Tây Nam Bộ thì vẫn cũng sẽ có những cái điểm nắng nóng 35-36 độ như bình thường. Ở đây Thanh Tùng thấy là có ở Bà Nà này, Bà Nà thì có mức nhiệt khá là ok này, bởi vì là Bà Nà thì ở trên cao mà trên đỉnh núi cao, thế nên là
thời tiết nó cũng sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều, mức nhiệt chỉ khoảng 20-29 độ thôi. Vì thế những quý vị khán giả nào mà đi du lịch ở Đà Nẵng, ở Hội An thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta đi lên Bà Nà để chúng ta có thể là thưởng ngoạn, thời tiết rất là ok. Thảo Nguyễn ơi, Bắc Giang ngày mai thời tiết tạnh ráo, nói chung là ổn, không có vấn đề gì cả. Miền Bắc thì khu vực đồng bằng là ok nhất, chỉ có những ai ở vùng núi hay ven biển thôi thì sẽ hơi bất tiện một chút, là ngày mai sẽ có thể là có mưa trong ngày. Nguyễn Gia Bách thân mến, nói chung là ở Đà Nẵng là thời tiết ok, không có vấn đề gì đâu ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy hơi nóng một chút vào giữa trưa và đầu giờ chiều bạn nha. Buổi tối thì rất là mát mẻ, dễ chịu. Nói chung thời tiết ok, không có gì đáng lo ngại đâu Nguyễn Gia Bách ạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi nha. Miền Bắc thì chúng ta xem là có nhiệt độ như thế nào nhé. Miền Bắc ở đây thì bình thường thì chúng ta thấy là Sapa là một cái địa điểm mà thời tiết nó rất là mát mẻ hoặc là lạnh đúng không? Thế nhưng ngày mai ở đây thì cũng có mức nhiệt là 21 độ. Như vậy là vào ban ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy là mát mẻ này, chứ nó cũng không phải là đến nỗi quá bị lạnh đâu. Gọi là thời tiết mát mẻ ban ngày 21 độ. Chỉ có đến buổi đêm thì thời tiết mới là lạnh và hơi hơi rét, 16 độ. Là 16 độ là bắt đầu rét rồi. Đó thì ở đây cũng là một trong những nơi mà nhiệt độ gần như là thấp nhất của miền Bắc rồi. Còn lại Điện Biên khá nóng này, 32 độ này. Ở đây chúng ta có Lào Cai cũng 33 độ này. Đấy, khu vực đồng bằng thì đâu đó 28-29 độ, 30 độ. Hạ Long 28 độ, được điều hòa bởi gió biển, cũng như là ngày mai ở đây có mưa, thế nên là nhiệt độ cũng không cao, nhiệt độ 28 độ, tức là rất là mát mẻ thôi, dễ chịu thôi. Nhưng mà thời tiết không được đẹp bởi vì là sẽ có mưa, nhiều mây và có mưa, hơi âm u một chút. Hải Phòng tương tự như vậy, cũng là có lúc có mưa. Thủ đô Hà Nội trưa chiều trời nắng, nói chung là thời tiết ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng với Thanh Tùng cập nhật thời tiết trong ngày mai, ngày mùng 2 tháng 5. Và Thanh Tùng xin là chúc tất cả các bạn nhé, là chúng ta sẽ tiếp tục có một ngày nghỉ thật là nhiều niềm vui và may mắn này. Thời tiết thì một số nơi là có thể là có mưa lất phất một chút, một số nơi thì hơi nóng một tí, nhưng mà về cơ bản thì cũng không có cái gì gọi là đáng lo ngại quá đâu. Thế nên là với thời tiết tương đối là ổn định như vậy ở trên mọi miền của đất nước, thì xin chúc tất cả những quý vị khán giả của bản tin dự báo thời tiết sẽ có một ngày nghỉ thật là nhiều niềm vui ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong các buổi livestream tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người.